Anh em Hồ Nhật Lượng hôm nay có 2, 4, 5 cân anh em ạ. Hôm trước nó mới mở lại, hôm đấy thì đông, đấy hơn 6 cân thì hôm đấy nó phải hơn 10 cân. Hôm nay ngồi thằng em ở đây thôi, 6, 7 con. Thì hôm đấy đông mà, thì hôm đấy ở Hồ Vân nó cũng ấy, nhưng mà Hồ Vân hôm đấy cá toàn các con nó ăn trước. Mình ra mình ngồi mình đánh lăng xê ở Hồ Vân. Sáu cân. Ở Hồ Vân thì hồ này đúng rồi. Tại vì hồ này nó, nếu mà nói đúng ra thì nó ít cá tạc hơn ở Hồ Vân. Giờ câu thì nó không thoải mái ở Hồ Vân, nhưng mà bạn này câu lâu chưa? À câu ở cái hồ này được bao lâu rồi? Đi từ sáng. Đi từ sáng à, lâu chưa? Ý là ngồi lâu thời gian chưa? Sáng rồi. Khoảng 9 rưỡi. 9 rưỡi. 9 rưỡi bây giờ 1 giờ rồi. Ở cái hồ này thì nó có mấy điểm câu. Một là cái chỗ bên cạnh đây này. Hai là cái chỗ kia ngon thế mà không ông lòng ngồi. Cái chỗ cái tròi. Ngồi lấy cái chống cần cái đục cái chỗ, những cái chỗ chân ghế mình để ra cho nó hõm thôi. Đây là chủ hồ bên cạnh Vân Dũng này. À có phải không nhỉ? Không, không phải. 100.000 ngồi bét nhà hồ câu Nhật Lượng. Hôm nay chính ra là mình cũng đang định đi câu đây anh em ạ, nhưng mà tự dưng lại buổi chiều lại có việc nên là không đi được. Tranh thủ buổi trưa xuống đây ngó xem có anh em làm câu. À cái hồ này mình quay phim lên trên YouTube, nhiều ông đến đây câu cho phết đấy. Nó cũng rẻ, 100.000 ngồi bét nhà. Thì mới có cần hai người ở bên kia thì được cá thôi anh em ạ. Cần cá ở đây thì nó cũng nhỏ, nhưng mà nếu mà so ra thì to, cũng nhiều cá to hơn ở Hồ Vân. Thế nhưng mà cá gấu thì ở Hồ Vân bên kia lại nhiều hơn cá sót, cá cũ. Xem mà cần này được đi chưa. Được huy chương gì chưa Sư Huynh? Chưa được à? À câu đại à? Hai vô phi á. Câu đài lượng nó cũng thu 1 lít à, bây giờ nó thu 1 lít à. Lượng bố láo ngày xưa là thu 50 ấy. Xong là kiểu nó thấy lạ mà lần, ví dụ vào câu 1 lần mà không mà cả là lần sau là nó cứ thu 100 đấy. Lượng lưu mảnh lắm. Hôm có ông của anh ở trên Tây Hồ xuống ngồi nó còn câu lục, ông ấy còn gà ra bảo bao tiền ông thu mẹ 200. Em ngồi ngấm vào máu rồi, mình phải. Em ngồi câu từ mấy giờ? Câu từ lúc 10 giờ. 10 giờ. 10 giờ. Hôm nay nó cũng phai cả hồ. Em có hay ngồi câu ở đây không? Em thỉnh thoảng có ngồi. Ngồi câu đài có ném tải mồi ở đây chưa? Em có tải mồi không? Không. Tải mồi thì bây giờ em chuyển chỗ cho anh ra cái chỗ kia, đảm bảo với em câu gì cũng được cả. À, ngồi bên kia này. Em cũng hay ngồi bên đấy, nhưng mà bên đấy em hay va trôi đấy. Ừ, ra ngồi đấy chắc là lười, ra thấy mưa ướt ngại lười đi à? Đúng rồi, đến mưa ướt. Mình đi câu thì làm sao được con cá thì sao lại lười. Cố gắng rồi, vui. Vui nó phải được dòng, nếu mẹ đi câu con đục đi bàn tay dám. Đấy trôi ngay đây này. Ờ, à, trôi đấy. Trôi chắc 7-8 lạng á. Tự dưng chiều ra lại đông cần thủ đi quá nhỉ. Đi. Hôm khai trương đông, hôm nay lượng cái này là thu hoạch lớn rồi. Ông nào kia lại còn mang cả 33 đi câu nữa. Đây. Hồ nhà Lượng đây anh em nhá. 100.000 anh em nhá. Tính câu lục. Đến gặp bà con ở đây.
Trước mình quay video, trước anh quay video lên đây cũng nhiều anh em đến đây câu lắm. Hôm nay anh đang định đi câu nhưng mà lại chiều lại có việc thế là không đi được. Thứ trưa tranh thủ chúng ta chờ kia là nhìn đầu phao kia nó đánh lục rồi. Chuyển xích ra cái chỗ cái chòi mà đánh. Đéo nghe này ngu luôn. Chuyển xích ra bên kia mà đánh kìa. Ở chỗ đấy nhiều bùn lắm. Không có chỗ ngồi thì biết đường mà đục cái chỗ mà ngồi, những người khác ngồi được là mình không ngồi được. Lười lý do lý chấu. Mất công ra đấy rồi. Đấy cái chống cần đục 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 cái lỗ ra mà ngồi. Thế là loanh quanh 2, 4 được 9 cân rồi đấy nhở. 9 cân hồ lượng này, như hôm nay là 9 cân là đông đấy, làm 9 lít rồi. 9 lít. Mấy hôm trước em đi toàn 15 người. Đúng rồi, mấy hôm trước đông. Mấy hôm trước nhất là cái hôm mới khai trương lại thì đông, quá đông luôn. Nó không phải là khai trương lại mà nó là sau cái hôm tấm dịch ấy. Hôm qua. Hôm 23, sáng hôm 23. Sáng hôm 23 thì anh mấy thằng cô em ngồi ở bên Hồ Nhà Vân kìa. Thì câu được khoảng 17, 18 con thì đấy, nhưng mà nó toàn bằng 2 ngón tay, 13 ngón tay thế là thả hết. Coi như là nó lại đi đúng hôm mùng 1. Thế là thôi coi như là đi câu mùng 1 thì mình đi câu xong rồi phóng sinh. À, coi như phóng sinh, tích đức. Chim to không? Lại thêm 2 cần nữa. Ôi. Con này nó đánh chỗ này. Anh em đánh lục hết à? Rồi. Câu ở đây lâu chưa? Anh em câu lâu chưa? Sao không ngồi chỗ này đẹp này không ngồi? Ông anh này khuyên chuyển lên chỗ này mà đánh này. Mình đánh ở chỗ này quen. Đánh lên cá không? Không, chạm sao được, mình đánh chéo ra cái ngọn cây kia xong rồi chạm được. Bao nhiêu cái điểm đẹp thì không thấy ai ngồi. Đây này, ngồi đây đánh ra đây để đảm bảo lên cá luôn. Mất cần đấy dài đấy nhở. Đây này, mình hay đánh ở đây này. Đánh ở đây tốt lắm. Cá bám tốt lắm. Không vướng đâu, kia là cậu kia cậu ấy lắp mùi về. Cậu kia là cậu lắp mùi về cậu đánh. Nhà nó không có ghế nhựa đâu. Con này cũng 4,5 m rồi nè. Mình nhìn thấy cảm giác dài thế nhỉ. Cái cắt nó thẳng vào cái cây cau béo đấy thì thôi đánh. Đánh tầm này, nó đi khoảng tầm này hoặc xa hơn một tí nó cũng được, còn gần quá thì nó hay chạm dọn bể, mấy cả nó không chạm đâu. Dưới hơi nhiều ấy đúng không? Dưới xích trong này thì nó hơi nhiều bùn, còn cái tầm đấy thì nó cũng không có bùn mấy đâu. Kiếm mấy cái ngồi đấy, đấy đấy đấy, câu bên này, câu bên này được. Câu bên này thì dễ luôn, cá dễ luôn. Đây đây, ông bạn này ngồi đang móm ấy, cho sang bên này của anh đi. Ở đây ông bạn này câu chỗ kia là mình chỉ ra cái chỗ điểm này hay
hay đánh nó hay lên cá mình chỉ ra đây này. Nào, hôm nay vào 9 cân rồi. Cũng khá đông đấy. Nhà nó có thuyền mà. Nhà nó có thuyền, có góc thuyền. À, hai anh em một ổ đây à? Hay là mỗi người một ổ? Chỗ đó chưa? Hình đơn giản không phải ốc ác cái gà đấy, ốc giờ đắt lắm, ốc thì ổ này nó không ít, ốc lên chợ nhổn mà lấy thì nó cũng 8.000 cân mà. À, tiếp mình tiếp dân ngã tư sở lên đây ạ. À, chả cần bết lắm đâu, đánh tơi tơi cho nó nhanh vào, đánh tốc độ. Mình câu hồ này lâu lắm rồi, là câu thì cũng phải. Mấy đằng bạn nó ở dưới đoạn dưới này. À. Hồ bên kia nó không an toàn, công an nó vẫn tuần mày. Không, như hồ câu nó cho mở lại rồi mà. Không, không, không phải lo. Nó mang con gái đi câu à? Cho nó đi câu cũng được, cho nó vui. Đổ ra làm gì ấy? Mình đổ ra làm gì ấy? Cắm gạo rang thơm thế. Mình đánh gần gần như này làm cái túi thả thính ném bù phát thì xong, tại mồi của mình cũng không nhiều đúng không? Nắm sắn đầu rồi thả nó cũng thế mà. Gì đâu. Tớ mà đánh ở cái hồ này thì tớ đánh nó lâu khoảng tầm 5 cân thính. Lớp hồ. 5 cân là còn ít, cái thời gian mà nó nhiều mè ấy, ta đánh có hôm lên gần chục cân thính. Cái cục này thì cũng nhỏ đây, chắc là nắm chặt chặt ném đầu câu đấy thì làm gì bị chuyển. Mùi này đánh trôi được đấy. Trèo lên thuyền thấy mặt tái lắm. Nhưng không sao, hồ này nước nó lông. À, hồ này nước nó có hơn mét, ngồi xuống thì làm 1-2 cân chai cũng được. Không cần đâu, tí ra cắm tiêu cái là được mà. À, nhìn ba tiêu thấy đắm thuyền phát phụt ba tiêu giật luôn. Gió không sao đâu. Cứ bình tĩnh thôi, ra đến đấy bình tĩnh thôi. Tự động vào mà các bạn nó có gió nữa. Đảo đảo mấy cái đổ úp phát đi. Đổ phát mất phao luôn được. Này không mất phao rồi. Nó tơi. Đợi cho cá nó nhanh vào. Hôm nay sóng nó cũng đẹp, nó không to quá.
Ôi trời, mấy hôm rồi nó mở lại đông lắm rồi. Mỗi hôm mười mấy cân, 14-15 cân. Từ hôm đấy đến hôm nay thì nó cũng chưa thả cá lại. À, câu thì nó vẫn có thôi, nhưng mà cái ổ này ngồi cứ rình rình khoảng tầm tối tối kiểu gì cũng có trôi gấu vào. Mà cả ngồi khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ nhà anh em tối nhưng mà không thấy gì thì nắm lên làm cục lăng xê vứt bố giữa hồ kia cho nhanh. Đấy, chuyên nghiệp ấy. Mình chính rồi. Rồi đổ đấy đánh là được rồi, đổ đấy đánh nó vào hơi trong phao một tí cũng được. Đang đi thì tự dưng có con mè khoảng 5 cân nó nhảy phát lên thuyền thì lại ngon thì đỡ phải câu. Đấy đúng rồi, nó như kiểu bên nước ngoài. Nổ cước 9 cận. Một phát làm sao mà cái phao nó phi phát vào đầu con cá lôi lên luôn. Thôi mấy anh em may mắn nhá. Con gái chuẩn bị đi vượt cá cho bố đi. Đi lang thang một tí, may mắn nhá. Bắt mấy con. Đấy, đồng chí này cũng ngồi suốt từ sáng giờ ôm mồm đây. Sao chán rồi đánh mồi phê à? Chán rồi đánh mồi phê à? À ừ vẫn ổn đấy. Có vẻ nhìn không tăm mấy chán nhỉ. Anh nghĩ nó phải có tăm tủng tí. Rồi. Ok bà con, hồ lượng nhá, 100.000 nhá. Đúng là chiều nay đi câu này anh em ơi. Nhưng mà việc bận nên là không đi được. Hẹn anh em các cái video sau vậy. Video sau thì mình đi câu anh em nhá. Hồ này rất chi là đông cần, hồ này 9 cần là đông rồi. Hồ này mà ngồi khoảng tầm 15-20 cần thì chắc là hết chỗ ngồi luôn.